Sài Gòn này vẫn cứ tắc bật, nên tao phải quan hệ với từng khu. Những anh em bắt mình cho sự sống, đôi lúc liều mạng đâm đầu như thằng ngu. Họ cứ nói việc làm tao cứ xấu, theo tích cực nhưng lại quá bao che. Còn lũ lừa đảo giả danh là tri thức, gạt lấy tiền họ thì nói họ bao nghe. Bởi vì đời đang tha hóa mà, rách rưới thì nói ai tin được. Nhìn nhận qua đôi mắt miệt thị thì thằng côn đồ làm sao đi làm phước. Lời nói có vẻ hơi chối tai, còn hơn khen ngợi ngấm ngầm những tính toán. Cuộc sống này đã phần những loại người, trong não lúc nào cũng đầy những thủ đoạn. Cứ suy nghĩ là họ ở trên cao, trong đầu họ nghĩ họ hơn tao. Lời nói đầy những sự sỉ nhục thì cũng có ngày xác họ ở trong bao.